bia chính thức của các anh trai. Chú bác, trời phải tới. Gamudaland, nhà kiến tạo đô thị xanh đến từ Malaysia. Mọi người sẽ chọn cái điều mà kể cả có một điều quan trọng nữa, tức là mình nên xem bạn ví dụ như bạn đâu quá nhiều bạn biết drama anh lớp xe tức là mình biết được cái bài nào mà nói, ví dụ như em nghĩ là ở bên bài yêu ở bên nhóm hai là một bài khá là mạnh, bài yêu bài yêu á, còn bài những người khác người ta sẽ cần ít drama. Bọn em có tổng bao nhiêu thời gian ạ? Tổng một lượt đấu giá. Đâu đây bây giờ là mình đang đấu giá hay mình thảo luận nào? Vì em thì em không biết, nhưng mà em cảm giác như là ví dụ như bốn người này hát thi sĩ chẳng, tức là không được quan ai đây hết, tại vì mình tiếp bị đinh đinh đây là một bài hát cần công của Lisa, nhưng tại sao xem vào đây là bốn người này mình sẽ là bài nhiêu, tại vì nếu mà thi sĩ đây tại vì ông vẫn luôn nhẹ và anh luôn là anh làm được cả bài thi sĩ đấy, anh vẫn làm được luôn, không chung cái bài là bài thi sĩ. Nếu của em thích anh nói rồi của em, tại vì giờ anh nói là về nghe bài đi rồi mình quyết định, nhưng nếu mà mọi người muốn chia đổi á thì anh ưu tiên cho việc mọi người chọn cái mọi người sẽ chọn cái điều này. Thế cả có một điều quan trọng nữa, tức là mình nên xem bạn ví dụ như bạn đâu quá nhiều bạn biết drama anh lớp xe tức là mình biết được cái bài nào mà nói, ví dụ như em nghĩ là ở bên bài yêu ở bên nhóm hai là một bài khá là mạnh, bài yêu bài yêu á, còn bài những người khác người ta sẽ cần ít drama. Như anh em cái gì em cảm nhận không phải khán giả lúc này thì mới là bài này, mới là nếu mà cái bài drama đấy là tới rất khó để cái bài mình tôi cũng được tính mà nhà anh nghĩ trong đội hình mình á Phúc hoặc là Rick nên là một đồng còn không thì hai người qua như option của tôi cũng không tại vì còn tại vì anh cảm thấy tự nhiên nó bị hợp lý anh vừa ngồi nhìn thì đây cũng là một người bốn option, tại vì Tết nó qua thi sĩ nó cảm thấy nó thoải mái chuyện đó thì quá ok luôn, bản thân em và anh Sinh đều hát được hết nên là anh thấy bình thường nên thoải mái. Mình sắp xếp đội hình sao cho hai bài hát qua có điểm cao nhất luôn cả hai bài vẫn kết thúc. Ok, bây giờ có hai chuyện về mình một chút, có hai chuyện về mình là đảo ngược hẳn. Đảo ngược hẳn đúng. Nhưng mà anh đâu thích bài hit drama, anh thích bài hit singing không? Thật ra là bài em không nói như bên ông đẩy. Bên ông đẩy ra để cho tôi đâu. Bài thắng thật là khác chứ. Sốc trường, sốc liền. Nhưng mà câu chuyện thế này nè, là Catch Me là bao giờ show được, bao giờ show được. Catch Me là option đầu tiên, option thứ hai của anh đó. Chứ còn lớp xem với thi sĩ đó mình đổi lấy bài nào? Mình lấy bài như thôi. Bài nào đó? Xin mọi người yên lặng cho mình sạch một câu quan trọng ạ. Quay sạch. Yes sir. Làm đây không thôi. Anh thích cô biết anh thích cô bài này. Anh thích cô bài này. Mọi người lại ngoài người kia người ta thích bài này. Bài này là yêu người ta nghe được như cá. Anh chào các bạn đã mua được bài này rất nhớ. Em vẫn giữ ngón tay của anh.
trong tay có bầu. Không biết cái khác có làm được gì nhá. Cái đó là hơi kìa. Làm ok chưa em? Cái biết rồi. Đi là hít để tập trung. Hít drama. Cho em một hơi đi xong cho anh một hơi để anh. Hey, mình làm tim hít. Bây giờ mình quay cả mình cứ hít rồi đi. Tim mình tim hít đi. Rồi vậy bọn anh có tổng bao nhiêu thời gian ạ? Tổng một lượt đấu giá. Đâu đây bây giờ là mình đang đấu giá hay mình thảo luận ạ? Cái chuyện bốt với lại sân khấu khán giả rồi chứ cái chuyện mà mình make hết á là nó là câu chuyện sau đó nữa, đúng không? Bởi vậy nó mới khó chịu cái chỗ đó. Thì anh mới bảo là bây giờ mình phải xác định rõ là mình chọn đá trên tiêu chí gì, là gì? Đúng rồi. Là gì? Ví dụ nếu mà mình quyết định là để thắng thì mình phải chọn những ca khúc nào mà nó tại đáo luôn. Đúng rồi. Không biết là có khuấy động hay không, có thể là những bài ăn nhưng mà nó phải có hiệu quả tại đấy luôn. Còn về cái việc replay sau này, repeat sau này á thì nó là cái câu chuyện mùa gọi là về sau rồi. Đấy là bài hit đấy. Theo em thấy là có nghĩa là bài thi sĩ là một bài hay, nhưng mà để mà biểu diễn ở ngoài sân khấu thì nó hơi bị buồn ngủ. Tác giả sẽ tập trung vào nhiều thứ. Yeah. Người ta sẽ không tập trung vào mỗi bài hát, một bài hát mà ví dụ mà một bài hát mới ra khi mà mình diễn trên sân khấu nhá, thì người ta sẽ kiểu sẽ nhìn kiểu nhìn mọi thứ lắm chứ không nhìn vào focus của bài hát. Thì bài TC là một bài hay nhưng mà hay khi mà người ta thực sự nghe đi nghe lại. Còn bài hit drama thì nên thấy là cái tempo nó đang hơi bị trôi. Chọn bài hit á thì phải có một cái gì đó nó phải build lên căng hơn. Nhưng mà em thấy cái bài mà hợp chó mình nhất nhá, thực sự You là trong một hai. Thật ra là như thế này nữa, mọi người còn phải tính một vấn đề nữa là mình không phải 7 người cùng biểu diễn mà là 4 người và 3 người. Nhưng mà cái chia này là tự chia, nhưng mà có nghĩa là bên chương trình fix là 4 người và 3 người. Cái bài 4 cái bài đầu tiên là 4 người. Anh bỏ phiếu đấy. Cái bài thật ra là anh rất là sau khi nghe lại nhá thì anh thích cái bài không có bài thi sĩ. Lúc đó anh thích lắm, nhưng mà nhìn lại về đội hình mình không phải mạnh về những cái nào. Đúng rồi. Quan trọng là đội hình mình không mạnh, nếu mà đội hình mình là những vocalist đi, ví dụ Ali này, anh Tú này, đúng rồi, hay là những người khác thì sẽ rất là có thể làm được rất là nhiều thứ. Ví dụ tại sao, tại vì khi mà anh xem những cái show còn lại, show sống còn ấy, cái việc mà mình xem trên sân khấu ấy, những cái bài ballad nó sẽ chỉ ăn khi mà vocal cực kỳ mạnh. Đúng rồi. Cực kỳ làm người ta wow. Người ta sẽ không wow vì bối cảnh, người ta cũng không wow vì em múa cái này múa cái kia. Tập trung vào giọng hát. Mà em phải lên được một cái đoạn nào đấy, em phải làm một cái đoạn nào đấy bừng, gọi là bừng tỉnh người ta thì người ta mới lấy được. Thì bây giờ nếu anh em cảm thấy là mình đủ khả năng làm điều đó thì bị cái bài đấy lên được. Thật ra nó hay nhưng mà kiểu không hợp với team mình. Tất nhiên là hiểu ý writer là sẽ còn phải fix lại. Chứ giờ là suýt lại đấy. Anh ấy thích cái đấy. Em thấy cái màu bản PC nó đang hơn trung hoa. You hello. Cái gì ạ? The three of us. We are soldiers. Quay chụp ấy ạ. Quay anh mong. Cặp lên 70 chính là tôi. Có đâu đâu mọi người nhau. Yeah. Chưa chưa đó phút luôn. Ai vô? Đó mình nói chơi. Thằng Đức chơi hết hả? Nhưng mà tiếng muốn nghe. Nghe nghe để qua cái mặt bước lên. Dạ đúng rồi. Nhiều quá nhỉ? Dạ đúng rồi, không phải đâu thành phố. Nhìn thấy là chỗ phía dân ăn chơi không biết dân anh chị không đấy. Có gì nữa. nhìn đúng là dân anh chị. Này nhìn em Dũng mà. Đứng ở đây là Dũng dân anh chị luôn. Em mình Ngân đi coi. Trượt lắm. Cái mặt trượt rồi đó. Nói gì nữa. Nói gì đi kêu. Ôi. Wow, ông mày chói trang nhỉ? Ồ tí ơi. 300 nghìn. Mọi người có đeo không? Được, bật cái chuyện em mà đồng đều nhau nữa. Thì em cũng tìm. Lấy hàng rồi á, lấy hàng rồi á. Cái này khó tìm lắm á, cái này khó tìm. Chịu anh đấy. Thôi em đổi rồi. Đi
Qua bên trái trước con mình. Ờ thằng bọc trái trước này chứ. Em quay trước. Kể nói có hai bạn có được tắt cái trái tim ra để có đỡ dính cái gì. Lấp lánh không? Lấp lánh từ mặt cho đến tóc. Cho đến quần áo. Chúng ta sắp gọi là quẩy trong ba nhà. Quẩy trong quán rượu rồi đó, cho nên là phải là... Nè mọi người. Kim tiến rồi lên. Đó. Rượu đeo ca bát. Đây, sao mà không phù hợp với tiếng hai đấy nè, kim tuyến từ đầu tới chân thì đây xin phép đồ không có kim tuyến thì xin ướm kim tuyến lên mặt lên tóc vậy nó mới vừa lại mấy người khác coi kìa coi kìa coi nè nè sơ win là kim tuyến coi nè coi nè coi nè coi nè theo 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 không theo đây là style của những người đàn ông tiếp nào những người đàn ông đơn giản thôi. Bánh mà bánh thì chóc rồi nên là à, là em là đúng rồi đây là tim bảnh mà à. Quá đi chứ wow tim bảnh còn gì nhưng mà chủ còn ai hỗ trợ lấy cái mic mà sao còn sót ở trên của Isaac kìa. Anh xin anh xin anh em giao lưu đi anh chờ rồi anh bây giờ mảng miếng nó rớt hết rồi nó vấp lắm vấp lắm. Nó lạnh lắm, nó lạnh thiệt. Bây giờ người anh nó năng lượng nó để dành cho công việc. Anh không có thể nào mảng miếng được bây giờ thôi. Anh là con người ở công việc, ưu tiên công việc. Hôm nay quay qua kia đi. Thôi như vậy hết đại. 3, 2, 1 đi. 2, 3, Công Hùng. 2, 3, Kim. 2, 3, Thái Lan. 2, 3, Thịnh. 2, 3, Kim. Và leo đầu cụ này lên đầu cụ tiếp theo. Sau đó là... Em có chạy tuyến không? Rồi, ok. Và như lấy cái mic của Chi đưa lại cho chị. Xem Anyman đấy, Anyman đấy. Nhảy không thở luôn, mấy anh em luôn. Dancer đeo cái khẩu trang ấy. Nhảy 3 lần nữa. Không thở. Anh em đây đi. Còn chưa đi mọi người ơi. 15 nghệ sĩ cũng mời di chuyển lên sân khấu ạ. Mời 15 nghệ sĩ di chuyển sân khấu. Và tất cả ekip mời các bạn di chuyển ra phía bên ngoài để chờ. Ôi ai vậy? Lạ quá vậy? Ôi, Eric. Mới tóc xanh qua rồi. Mình lên luôn hả? Mình đứng dưới được chê tâm mọi người. Bên này, bên này, tên bái đây thôi cho mọi người biết là mình lên rồi. Từ từ. Hôm nay đây để xếp đội hình mà. Dạ, mình đi hả? Ủa, cái chân ván lại hả? Thiếu vải quá. Em cay em phát hiện là cái quần của em lại hợp rất là giống với cái áo của anh Phạm Thị Nhân. Quen à? Kìa kìa kìa. Cái bộ áo của anh chung năm anh vải hết rồi. Anh em ơi. Nó best. Nó best đấy. Nhưng mà bị nhỏ mà. Sao sẻ luôn hả? Sao sẻ luôn hả? Em sao sẻ luôn hả? Quá đấy. Tổng hợp của năm anh em.
mà chú em mới là đây cũng vào được này, đây cái lạc này không dính tới một người đâu, đây hai người đây, hai người đi ra, hai đây là hai bé bơ mà, đây là hai bé bơ, thôi mở lên ra anh cái này. Bartender mà nói chưa con là bartender mà hỏi bartender nhưng mà sao lại hai cái màu xanh này khác rồi này bữa hở nè thấy chung này là bà thím xong ống tay thì mọc lên thế này hồi xưa 70 là như thế này không thằng viên 70 là tại sao hồi xưa là như vậy. Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn.